Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria Kia Minh. Và mấy ngày gần đây thì có rất nhiều bạn gửi câu hỏi về cho mình. Đó là thắc mắc về vấn đề là cái cuộc thi săn nấm ma sim ấy. Tại sao các bạn ý sau khi mà bên Ghana sửa lỗi rồi thì tại sao bạn ý chơi cảm thấy có những điều nó rất là kỳ quặc? Thì đơn giản thì bởi vì cái sự kiện này thì bây giờ bên Ghana đã sửa lại, chúng ta sẽ không thể chơi với người thật. Mà tất cả những người mà chúng ta chơi thì đều là những con máy mà thôi. Và khi mà các bạn chơi với máy ấy thì bên Ghana họ sẽ có một cái cơ chế, đó là bạn cứ được 2 trận thắng thì bạn sẽ có một trận thua, hoặc là 3 trận thắng thì bạn sẽ có một trận thua. Đấy, thậm chí là các bạn chả phải làm gì, các bạn chỉ cần vào trong game và sau đó thì chơi đến level 3, sau đó thì để đấy và cũng sẽ được tính một chiến thắng. Thì cái cách mà cày nấm này nhanh nhất ấy thì theo mình thì các bạn cứ vào chơi những cái trận đấy bất kỳ, đừng quan tâm đến chuyện thắng thua, cứ chơi level 1, level 2, level 3, thậm chí các bạn chẳng chọn gì cũng được, các bạn cũng sẽ được xử thắng. Và cứ trung bình thì các bạn cứ chơi 3 ván thì các bạn sẽ có 2 ván thắng và 1 ván thua, hoặc là 3 ván thắng và 1 ván thua. Đấy, thế cho nó nhanh, chứ còn chúng ta không cần thiết là phải chơi level 30, level 40. Mình thấy có rất nhiều bạn chơi level 20, level 30 mà vẫn thua. Đấy, thì lý do vì sao bạn vẫn thua là bởi vì các bạn chơi với những con máy và các bạn thấy là tên của những người mà thi đấu cùng với chúng ta ấy, nó không phải giống như tên chúng ta đặt Facebook, Mark, Mùng các kiểu. Đấy, thì theo tôi là các bạn chỉ cần chơi level 3, sau đó thì để cho hết giờ, không muốn chơi tiếp cũng được. Và sau đó thì game nó sẽ tự chỉ cho bạn là thắng hay thua. Lúc nào các bạn sẽ thắng với tỷ số nó cực kỳ suýt soát luôn. Và gần như ở sự kiện này bây giờ các bạn không thể gặp người thật được. Thế nên cách cày nhanh nhất đó là các bạn chỉ cần cày level 3. Các bạn chỉ cần chơi level 3 hoặc chơi level 4, sau đó các bạn để đấy. Còn chuyện thắng thua là do hên xui. Đôi khi các bạn chẳng cần chọn gì, các bạn chỉ cần chọn ở level 1 các bạn cũng có thể chiến thắng. Ví dụ như trong trường hợp này, tôi chỉ chơi level 2 hoặc level 3, sau đó tôi để đấy, tôi chẳng buồn chơi thêm mà game vẫn xử cho tôi chiến thắng. Nên là đây nó là một cái cơ chế chơi với máy, là chúng ta sẽ chơi cứ 2 trận thắng và 1 trận thua, hoặc 3 trận thắng và 1 trận thua. Nên là các bạn để mà cày nhanh nhất chỉ cần chơi level 3, sau đó thì để đấy mà thôi. Vì đối thủ của bạn không phải là người, mà đối thủ của bạn chỉ toàn là những con máy. Nên là cho dù bạn có chơi giỏi hay bạn chơi kém thì số lượng nấm của các bạn nhận được nó cũng sẽ là như nhau. Thậm chí có bạn sẽ bảo là tôi chơi level 30 rồi mà vẫn còn bị thua, là tại sao? Bởi vì là cơ chế của game nó là như vậy. Đó, thì cái việc chọn nấm này chỉ để đơn thuần là để cho vui mà thôi. Đấy, tôi chẳng chọn gì, tôi để level 3 và sau khoảng 10 phút chơi thì tôi đã có mười mấy cái nấm rồi. Thì đây là cái mẹo mà giúp cho anh em gọi là cày nấm này nhanh nhất nhá. Chứ còn bây giờ trận nào anh em cứ chơi đến level 20, level 30 rất mất thời gian, mà cuối cùng anh em không giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì cho dù các bạn có chơi giỏi đến đâu, nhưng vì các bạn đang chơi với máy nên các bạn vẫn sẽ bị được xử thắng hoặc là được xử thua mà thôi. Nên là điều này đừng quan trọng, cố gắng là làm sao chơi càng nhanh càng tốt để có càng nhiều nấm càng tốt nha anh em. Đấy, thì đó là cái mẹo cũng như là cái giải thích của mình về vấn đề nấm ma sim. Cho dù bạn chơi rất giỏi mà bạn vẫn thua, hoặc là bạn chẳng chơi gì mà bạn vẫn thắng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau du lịch sang bên server Thái Lan, bởi vì bên server Thái Lan đang có mấy sự kiện khá là hay ho. Ok, hôm qua họ có sự kiện Dream Star, nhưng mà sự kiện này nó khá đơn giản nên là mình cũng chỉ lấy một cái đồ vớ vẩn thôi. Nhưng ở ngày hôm nay thì họ đã có một cái vòng quay may mắn mới tên là vòng quay hổ báo cáo trồn. Vòng quay hổ báo cáo trồn nha anh em. Thì cái vòng quay này nó là vòng quay bay màu thôi, và chúng ta sẽ có thể nhận một trong hai bộ, đó là gói vua hổ hoặc là gói chiến binh sói. Nhưng mà bên server Thái Lan này thì hơi buồn là họ sẽ buồn bởi vì bên Việt Nam chúng ta thì cái bộ chiến binh sói thì chúng ta đổi miễn phí, còn bên này họ lại mất tiền mua. Đấy, và tôi cũng phải mất tiền quay anh em ạ. Và cái quan trọng là sẽ có thể nhận được cái bộ hổ báo cáo trồn. Cái bộ này thì nó đã ra mắt ở một số server khác rồi. Tuy nhiên thì ở các server khác thì nó ra ở trong những cái vòng quay nó khá là khó lấy, còn ở bên server Thái này thì nó sẽ ra ở trong cái vòng quay bay màu này. Đấy, ui, nói chung là để quay ra được bộ này luôn với giá 9 kim cương thì khó lắm anh em ạ. Lấy đâu ra? Vâng, lấy đâu ra? Đấy, ok. Mình sẽ quay với giá 99 kim cương tiếp theo để ra là xem ra được hổ bộ đầu sói không, vẫn chưa ra được. Thì nhiều bạn đánh giá ấy, là cái bộ đầu hổ này nó sẽ trở thành một cái đồ hot mới trong Ghana Free Fire. Tại vì trong cái độ ngầu nó thì không khác gì so với cả cái bộ quỷ kiếm cả. Tôi đánh giá còn ngầu hơn. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ từng test cái bộ này cả, nên là bây giờ tôi sẽ cố gắng là lấy cái bộ này để mà có thể test cho anh em xem cái độ ngầu lòi của nó nhá. Và ngầu lòi luôn, đầu hổ. Và cái ạch về server Việt Nam mặc một tháng luôn. Ok,
Ok, lại ra bộ đầu sói rồi. Nói chung là rất là để khó mà có thể ra là bộ đầu hổ. Bộ đầu sói này thì nhiều anh em đánh giá là cũng được. Nhưng mà theo tôi đánh giá là nếu như mà nó đổi hẳn cả mặt thành hình con sói thì hay hơn. Chứ còn nếu mà chỉ là cái mũ sói này thì trông nó kiểu nó hơi ngáo ngáo anh em ạ. Nhưng mà được cái là bộ chiến binh sói này thì có cái trang trí mặt rất đẹp. Còn cái đầu hổ ấy thì nó sẽ che kín mặt của chúng ta luôn. Đấy, đầu hổ nó sẽ chúng ta hóa thành con hổ luôn. Đấy, xịn không anh em? Đúng hợp với mấy anh em thích phong cách hổ báo cáo trồn. Đấy, thích ra đường làm hổ báo, về nhà mình lại làm mèo con. Ok, 599 kim cương cho lượt quay cuối cùng. Và tổng cộng là cái này tốn khoảng 2.000 kim cương nha anh em nhá. Và cái này tốn khoảng 2.000 kim cương và chúng ta sẽ nhận được gói vua hổ. Đấy, trông quả đầu hổ trông chất ạ. Vâng, đầu hổ trông chất lừ con cá ngừ anh em ạ. Vâng, ngồi lòi ra gói vua hổ. Thì chính cái bộ Famas và cái bộ UMP vua hổ là đi kèm với cái bộ này là chuẩn này. Ui, mang vào trong game ấy. Ui, nhìn quả đầu hổ chất quá. Đấy, đầu hổ mắt này còn phát sáng ạ. Và đấy, anh em thấy là nó là cả cái đầu hổ luôn nhá, chứ nó không phải chỉ cái mũ đội lên đầu che mặt đâu. Đấy, ui, bộ này đảm bảo anh em ngầu hơn quỷ kiếm dạ xoa. Đấy, ngầu hơn, tuyên bố là ngầu hơn đầu sừng. Đấy, đầu hổ đây anh em thấy xịn không? Quá xịn luôn. Cái bộ này thì cái áo của nó thì trông cũng được. Đấy, áo nó trông được, nhưng mà nếu mà thay bằng cái bộ chùm trường mà mặc cái áo hổ ấy thì tôi thấy nó sẽ hợp hơn. Game này thành game thời trang cờ MNG. Anh em nói chất ạ. Ui, quả răng lợi các kiểu kìa. Răng này không đánh răng là hơi vàng. Đấy, răng này chắc là hơi lười đánh răng này, trông hơi vàng. Anh em nhớ là nhớ đánh răng đầy đủ nhá cho đỡ vàng như bộ này. Đấy, chạy. Ui, chạy nó đéo thế. Ui, thánh chạy à. Và một thanh niên nó chạy rất là léo đến từ vị trí của những người chơi Thái Lan. Và tôi đã thấy có bên kia có một thanh niên tên là Ru Ốc rồi đấy. Và quá kinh nhỉ. Ru Ốc thì chúng tôi để mấy thanh niên Thái Lan này đặt tên toàn kiểu chữ thí tự Thái Lan hơi ngoằn ngoèo. À, thanh chạy, toàn thanh chạy à. Vâng, toàn thanh chạy anh em ạ. Chạy nhanh, ui, toàn dịch chuyển tức thời. Ru Ốc này, Ru Ốc Sờ này với chúng tôi. Và Ru Ốc chữ K thì tôi còn sợ, chứ còn Ru Ốc chữ X thì sợ cái gì. Đấy, em thấy hổ báo cáo trồn ngay. Đấy, một phong cách chơi rất hổ báo cáo trồn. Trận này mình đóng quả shotgun đi săn địch nhỉ. Vâng, đóng quả shotgun cho là Hawaii. Đấy, đóng quả shotgun được không anh em? Quá được ạ. Và tôi đánh giá là cái bộ này trông nó rất là ngầu nhá, ngầu lòi nhá. Cái quần với cái giày thì không đẹp lắm, nhưng mà cái áo trông khá hay. Cái áo xịn, cái quả đầu trông chất quá luôn. Đấy, quả này về Việt Nam không mua hơi phí. Ôi, nhìn quả đầu hổ chất thật sự ạ. Mắt lại còn phát sáng cơ. Đấy, đâu ai? Hổ báo cáo trồn lên tiếng ạ. Đấy, hổ báo cáo trồn nhá. Đâu rồi? Địch đâu rồi, lên cho quả one shot. Tôi thấy địch chạy chết rồi anh em ạ, địch hơi yếu. Úi giời, thanh niên lại nấp ở nhà. À, nấp ở đây rồi. Nấp ở đây hồi máu chúng tôi. Nấp này thanh niên Thái Lan này. Server Thái hôm nay ping khá ngon. À, Desert Inger với chúng tôi này. Đấy, hôm nay server Thái Lan ping khá ngon anh em nhá, ping 50-60 thôi. Có mấy hôm server Thái Lan ping toàn trăm mấy, chả hiểu sao. Rồi hôm nay ping khá ngon, đi lùa địch gọi là chất luôn. Một khi hổ và đá, nó gọi là ngũ hổ vồ sôi anh em ạ. Đấy, một khi đã vồ chạy bằng lọ. Nói chung là bên Thái Lan này thì được cái tôi đánh giá rất cao ý thức của người chơi. Đấy, tôi có chơi một số trận mà không thấy ông nào quit cả. Đấy, không có ông nào thoát game cả. Đấy thì điều đấy nó cũng khá là vui. Đấy, ui, quả đầu hổ chất nhỉ. Đấy, ông nào bảo bộ này không chất thì thôi đấy. Ông này bảo bộ này không chất lòi nữa thì thôi đấy. Vâng, quá chất, chất như đội bắn được cất anh em ạ. À, ui, thanh niên mình kia di chuyển ngáo nhỉ. Vâng, mình kia các thanh niên di chuyển ngáo đét anh em ạ. Thì cái này chắc là toàn người chơi ở hạng đồng thôi. Toàn người chơi rank đồng đoàn. Chắc là nó trình độ nó kém. Đấy, cái bộ này thì được cái là tôi phát hiện ra là nửa thân trên thì rất đô, nhưng mà nửa thân dưới trông hơi gầy. Đấy, chân trông hơi gầy. Không biết là cái bộ này nó có lấy ý tưởng từ nước nào hay không. Tự nhiên lại ra quả vua hổ chất nhỉ. Không biết là sau này còn có voi sư tử rồi thì hươu cao cổ các kiểu không. Ui, các thanh niên team mình cũng giải quyết vấn đề hơi lâu ạ. Ui, cái mông kia gục rồi. Vâng, y ra bé, thanh niên y ra bé đang bắn địch. Thôi thằng này để tôi. Thằng này để tôi. Và right, một viên và sọ đi ngay được của nó. À, ở bên này thì tôi thấy là cái lúc mà hạ gục địch thì nó vẫn là cái hiệu ứng hạ gục bình thường thôi. Có đợt thì tôi thấy là nó hình đầu lâu, nhưng mà đợt này tôi lại thấy nó hình bình thường. Đấy, được rồi, 3-0 rồi. Thêm một trận nữa là chiến thắng win chặt. Nói chung là trận này win chặt anh em ạ.
đấy, làm lại múa quả Adup cho nó mù mắt người xem nha anh em. Đấy, mình lại Adup, Thánh bắn Adup, yên tâm là không cần phải check ID, không cần phải mang ra vùng check làm gì cả. Streamer bắn ngu nhất Việt Nam luôn, thề luôn. Ok con dê, đẩy lên thôi, nhanh lên, ui hay quá rồi. Anh em thấy được của nó quá được, bộ đồ hổ này. Thì bộ này thì tôi không biết là về Việt Nam thì họ sẽ cho vào trong sự kiện gì. Nhưng mà thường thì Việt Nam bây giờ bán đồ khá chậm. Ui xôi, địch có chạy nhanh quá anh em ạ. Và địch, ui toàn thánh chạy ạ, ui không ổn rồi. Vâng, tôi cảm thấy nó có một sự điều gì đấy không ổn trong bàn đấu này. Vâng, thanh niên Mizu HQ 3 số 5 gậy. Ui, đẩy nó nhanh quá. Ôi, nó lẩn như trạch anh em ạ. Ui, lẩn như trạch ha. À, này thì ui một viên vào lưng không chết kìa. Vâng, à, múa bom keo à? Múa bom keo à? Mày thích giang hồ múa bom keo với cậu à? Ui, đấy, Ru Oxer lại chết rồi. Nó chạy đâu ấy anh em ạ? Và té đâu ấy? Và tôi thấy nó hình như nó té ra ngoài rồi hay sao ấy? À, đây rồi, đôi giày. Đây rồi, đôi giày. Ui giời, ăn thua với cậu. Không ăn thua nha bạn nhá. Không ăn thua nha bạn. Ôi, thôi xong rồi, đang vui đứt dây đàn đấy. Vừa làm được quả one cờ mờ nó sót thì địch nó lại phang vào đầu mình. Ơ, thế nghe không cứu ạ. À. Ui trời ơi, người bạn Thái Lan, thanh niên 7 quy sun này không cứu tôi ạ. À. Đùa. Chả hiểu kiểu gì tinh thần đồng đội chán thật sự ạ. À. Thề. Vâng, để xem anh như này. Thôi bạn ơi, dứt điểm nó nốt lấy 4-0 xem nào. Vâng, hơi có quay, hơi mệt đấy. Vâng, hơi gọi là mắc mệt đấy. Ok, các thanh niên này có lấy Desert Inger, lấy lúc bạc ra để mà đục từ mong keo, tôi chịu rồi. Vâng, ông này cầm hẳn hai quả shotgun ạ. Đủ thôi bạn ơi, về nhà mà thể hiện bạn ơi. Ui, thằng kia nó bắn shotgun ghê quá. Ui, ông này còn vuốt tâm ạ. Vâng, định one shot nhưng mà thanh niên kia bắn ghê quá. Vâng, thanh niên kia bắn ghê quá. Thôi trận này tôi lại phải bật mốt gánh tim rồi. Tôi phải bật chế độ gánh tim, tôi đóng quả súng trường, bật chế độ gánh cơ mờ lên tim thôi anh em ạ. Vâng, cay thật sự, đùa tim bắn thế này. Vâng, chả hiểu kiểu gì, đáng lẽ phải 4-0 cho đẹp số chứ. Cái này thôi lại đóng quả XM8, bật chế độ gánh tim hổ báo cao trơn. Ok con dê. À, ok, mình lại nhảy mái nhà thôi, lại chiến thuật bình thường, lại chiến thuật như mọi khi. À, tôi gọi là chiến thuật này chiến thuật như mọi khi anh em ạ. À, chiến thuật gọi là bình thường như cân đường hộp sữa. Đâu rồi, mình cái thằng kia ra đây cân hết. Đâu rồi, địch ở à, đây rồi, nấp bên cửa sổ này. Ui, một pha vút tâm nhưng mà vỡ giáp địch anh em ạ. Vâng, à, đây rồi. Ui, các bạn đứng đấy sai lầm. Ui, thanh niên chạy như một con boss kìa. Vâng, đứng giữa đường với cậu này. Ba nháy đấy, ba mạng easy anh em ạ, ba mạng đơn giản đấy. Ru ốc, ru hiểm các thứ, ru ốc, ru bún riêu, ru mắm tôm, bún đậu các kiểu, chơi hết. Bây lại thêm thanh niên nữa. Rồi, thanh niên Tây Quy Săn làm nốt đi bạn ơi. Vâng, Tây Quy Săn làm nốt đi bạn ơi. Đâu rồi. Ui, sao thanh niên Tây Quy Săn lại chết kìa, đùa chán thật. Ui, lại việc gì đến tay anh em ạ. Ui, thôi xong, lại bị ông Mizu KS rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha. Chúc mừng các bạn đã có một cái phần review khá là vui vẻ cùng với mình. Bye bye.